Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, cùng toàn thể tăng ni trẻ gần xa thân mến, chúng ta bắt đầu làm việc theo cái chương trình nhắc nhở tu học từ xa. Hôm nay là ngày 29 tháng 6 năm 2011, nhằm ngày 28 tháng 5 năm Tân Mão. Bây giờ là 4:30. Hôm nay chúng ta nghiên cứu về cái đối tượng tham thiền thứ hai. Đối tượng tham thiền thứ hai trong cái tập thơ Ngón tay chỉ trăng năm, với cái bài thơ có nhan đề là Tam giới chỉ là Như Lai phương tiện nói. Cái bài thơ này thì tôi cũng chẳng biết nói cái gì, bởi vì cái này đó cả bao nhiêu trong năm, đây là mình trích đoạn mình nói gì thôi, chứ còn lâu hơn nữa. Kinh điển đề cập tới vấn đề tam giới này, Đức Phật dạy vấn đề tam giới này không ai đếm được cái số lần là bao nhiêu. Nhưng mà những kinh điển mà tôi học thời gian dài thì những cái cách mà tôi trình bày như trong bài thơ này đó thì từ trước nay không có người nói. Cho nên tôi nói Phật tử cũng như tăng ni trẻ, tôi kể như là tôi gợi ý, tôi gợi vấn đề để cho các vị, nếu các vị bằng lòng thì các vị thử tư duy tu, tức là các vị lấy cái đề tài này mà tham thiền, rồi thời gian nào đó tham thiền không phải là một lần, cái chữ tham thiền nó không có ai tham thiền là tham một lần rồi buông bỏ. Cái từ tham thiền này là ai đó tôi theo đệ tử Phật mà tu á, mà là phải thiền hoài, chứ không phải thiền một lần là rồi và báo cáo với Phật là rồi, đó không phải. Hay là thiền ngồi thiền một ngày 3 lần, mỗi lần 2 tiếng rưỡi, ngày 4 lần, mỗi lần 2 tiếng rưỡi, tức là mỗi ngày mình ngồi 10 giờ đồng hồ tham thiền. Cái lối tu đó, tham thiền đó không phải vậy. Tham thiền mà ngồi ngày 4 lần, mỗi lần 2 tiếng rưỡi, tức là di chi tổng kết là một ngày 10 tiếng hồ tham thiền, ngồi thiền. Tôi xin nhắc là cái đó không phải là tu thiền vậy. Mà tu thiền vậy cũng có người ta dạy vậy, nhưng mà thiền đó là thiền, dạy tu thiền chú trọng cái đích. Cái đích là cái bàn tọa với cái sinh sống. Cái đó đối với đạo Phật là không cần thiết, vì nó không đúng với cái nghĩa, cái từ ngữ của cái chữ thiền định ở trong đạo Phật.
cái chữ thiền định ở trong đạo Phật đó, ta dạy tu thiền bằng bằng đầu, bằng óc. Mà đầu và óc là cái chỗ đó là người ta gọi là ý căn, đó là cái căn của ý thức. Ý thức nó nương vào cái khoa học ngày nay ta gọi là cái chất xám ở trong cái não, trong cái bộ não của con người. Mà người ta nói chất xám chứ cũng không phải chất xám, mà gọi là nó nương gá chất xám mà chứ đâu có chất xám không, mà nó làm cho con người có cái óc, có cái trí nhận thức được. Tuy nhiên là nói đại cương đại khái thì cái bộ óc, và trong cái bộ óc đó, khoa học ngày nay họ gọi là nó có cái chất xám, thì người ta chỉ nói tới đó thôi, chứ không phải chất xám đó là có tâm, có ý, có thức con người trong cái chất xám. Lấy chất xám đó ra tìm tâm, tìm ý, tìm thức cũng có, nhưng mà từ có chất xám đó, có bộ óc, có cái đầu, thì tổng hợp lại những cái đó với lý lịch trích ngang thì mình gọi đó là cái chỗ để cho tâm ý và thức có tác dụng vào đó mà nó phát sinh. Thế thì mình nói là cái đầu, trong cái đầu có cái óc, trong cái óc có một cái chất khoa học gọi là chất xám, mình trích ngang lý lịch mình gọi đó là cái chỗ để cho ý căn, đó là cái ý căn, là cái chỗ để cho ý thức tâm tác dụng vào đó để nó thành ra một cái nó khác với cái phần sắc quẩn là thuộc về vật chất, mà nó là thức quẩn. Người ta gọi nó là phần tâm, phần ý, phần thức, cũng gọi nó là phần tinh thần. Đó thì những cái điều mà tôi nói đây về vấn đề tam giới chỉ là cái đầu đề của bài thơ này là tam giới chỉ là Như Lai phương tiện nói, cái này nó khác hơn những cái thông thường mà ta đọc trong sách vở, cũng như là xin lỗi cho các thầy dạy học cho chúng ta từ trước tới nay, các thầy không có nói cái đó. Mà tôi cho rằng là nếu các vị mà muốn nghe cái này, các vị phải phụ, tôi gọi là phụ, tức là các vị phải tự tham thiền phụ với những gì của tôi nói, để các vị có thể thấy sau này, sau một thời gian mà các vị tu thiền, chứ không phải là tu thiền một lần nghe rồi bỏ không được. Tu thiền là phải liên tục. Thế Tôn ta tu thiền liên tục đó chứ đâu có lúc nào không có thiền. Do vậy cho nên là tôi nói rằng là thiền không phải là ngồi là vậy đó. Đi khất thực cũng là thiền. Rồi đứng đâu cũng thiền được hết, trong lúc đứng không có là thiền, không cần phải là thiền, không cần phải buông bỏ thiền gì hết á, nghĩa là đứng cũng thiền được. Đi cũng thiền được, đứng cũng thiền được. Đương nhiên là ngồi thiền, tỏa thiền thì tốt thôi chứ không có sao hết đó. Còn tôi nói cho thêm ra đó thì nằm cũng thiền tốt, với điều kiện là nằm mà không phải ngủ. Nếu ngủ thì cái lúc đó nằm mà nằm ngủ đó thì cái đó nó thuộc về ba cái điều cấm kỵ mà cái ý thức không có xảy ra,
đó là vô tưởng thiên và vô tưởng định, dịch tận định và cái lúc ngủ mê không có chiêm bao. Thì bốn cái trường hợp đó, vô tưởng thiên là một. Vô tưởng thiên tức là tôi cái định vô tưởng, vô tưởng định, vô tận định và ngủ không có chiêm bao. Thì ba cái trường hợp đó thì không có, không có gọi là thiền được, vì ý thức nó nghĩ nó không có hoạt động. Còn ngoài ra đi luôn luôn là thiền được, không có mất mát gì hết. Đứng ngừng lại bất cứ ở đâu đều vẫn tiếp tục tư duy quán chiếu những vấn đề mình muốn quán chiếu tư duy, không có gì trở ngại hết. Và nằm cũng vậy, nằm giống cũng được, nằm ghế bố cũng được, nằm giường cũng được, với điều kiện như vừa nói đừng ngủ mê, không chiêm bao. Đừng ngủ mê là đừng ngủ là thiền được đó. Chứ còn ngủ là không được. Cho nên cái thiền nó liên tục. Thiền là bằng đầu, bằng óc, bằng trí. Cho nên những điều tôi nói này tăng ni để tập tham thiền. Tam giới chỉ là như là phương tiện nói. Cái đề tài này nếu nói gì mới thì phải nói rằng là mới đó, mới lắm lắm cơ. Nhưng mà cái từ tam giới thì nó cũ, cũ mấy ngàn năm. Bắt đầu Như Lai thành đạo thì được vô tư bồ đề là cái từ này đã có song song với cái trí tuệ mà Như Lai chứng đắc. Đức Phật của chúng ta khi mà đắc đạo rồi thấy rõ rằng là tam giới vô an, du như quả tập. Nếu ai chúng sinh nào mà còn bị giam hãm ở trong vòng tam giới thì y như là ở trong một cái nhà cũ kỹ sắp sụp đổ, trong đó rắn rít bộ cạp, và phần nào trong đó có một cái số xà lan hổ báo nó ẩn núp ở trong cái nhà to nhà lớn mà sắp sụp đổ đó, chứa tất cả những thứ nguy hiểm trong đó. Sợ là hổ báo vô công rít, cái đó là trong cái pháp hòa thả đó, đủ thứ rắc rít vô cả. Các thứ còn đọc ở trong đó, nó trú ẩn trong đó. Lại còn một mặt thì là lửa cháy nữa, lửa cháy mặt nào thì những con xài lao hổ báo ngô công rắn rít đủ thứ bụi cạp rồi nó đã ở. Nói thế có nghĩa là vô trong cái nhà đó là toàn là nguy cơ chết chóc khổ đau. Đã vậy mà còn mặt nào một mặt là lửa cháy sắp sụp đổ. Cho nên những chúng sinh mà còn ở trong ba cõi thì y như cái nhà vậy đó, cái nhà đó ví cho cái nhà tam giới đó. Không bao giờ có sự an ổn. Tam giới vô an du như quả thật. Còn phần Đức Phật á, mà xuất hiện ở đời đó là để làm cái việc đó, để làm là Đức Phật có thể, ông nói là Đức Phật kiêu căng tự đắc, tự đại, tự hà, tự tôn, tự thị. Nhưng mà Đức Phật nói thiệt,
nói với một cái thiện chí, một cái từ bi tâm, rằng Phật là thầy của chúng sanh trong tam giới, dùng tam giới chỉ đạo sư. Phật có thể tự nói mình, giới thiệu mình là thầy của chúng sanh trong tam giới. Nếu chúng sanh ở trong ba cõi, trong tam giới mà bị những điều gì vướng dấp khổ đau mà cần đến Đức Phật, hỏi đến Đức Phật, gặp được Đức Phật, thì Đức Phật sẽ chỉ bày cái cách mà để vượt ra cái khổ đau của tam giới. Cho nên Đức Phật tự giới thiệu mình là tam giới chỉ đạo sư. Điều đó Đức Phật làm được, có thiệt. Nói với một cái tinh thần trách nhiệm, bằng từ bi hỷ xả, chứ không phải nói với cái tự cao, tự tôn, tự đại, tự đắc, tự hào, tự thị, tự kiêu, để mà khoa trương khoác lác với thiên hạ, để mà lấy cái sự tôn trọng, cung kính, cúng dường chùa chiền, thiền viện, đất đai, sự nghiệp, tháp miếu gì hết. Phật không cần cái đó. Tuy nhiên là Phật tự giới thiệu mình là tam giới chỉ đạo sư, tứ sanh chỉ từ phụ, điều đó có thật. Phật có khả năng làm cái điều đó, có thật. Và Phật cũng tự giới thiệu mình là vô thượng y dương, cũng gọi là pháp dương vô thượng. Nói Phật nói ra cái đó là với một cái thiện chí như tôi nói đó. Phật là vua của các pháp, là thầy thuốc trên tất cả thầy thuốc. Vô thượng y dương là Phật là giới thiệu mình là thầy thuốc trên tất cả thầy thuốc. Bởi vì thầy thuốc mà trị bệnh thân á thì là trị bệnh thân thôi. Đời nay thầy thuốc ngày nay giỏi lắm, giỏi hơn thầy thuốc xưa. Thầy thuốc xưa đó thì muốn coi mạch đó thì phải học mạch, thốn, quan, xích, hai cái cổ tay. Mỗi cái tay vậy đều có bộ thốn, mặt thốn, mặt quan, mặt xích. Rồi phải học phù trầm trì sát hoạt sắc hương thiệt trường bả hồng dinh cấp lao hư thật, mười mấy cái bộ mạch đó đó. Học cực lắm. Rồi phải biết là dựa vào thốn quan xích đó mà phải biết là phù trầm trì sát, rồi mới nhận thức là bệnh nào là thuộc về tâm can tỳ phế thận, nào là bệnh về cái bạch nhảy sao, là cái bệnh đại tràng tiểu tràng bàng quan tam tiêu, nhiều lắm. Vậy mà thầy thuốc có thể trị có bệnh lành mà có bệnh không lành, và thậm chí lâu lâu lại còn là sai lầm, có thể là chết người nữa. Cho nên là người ta nói là làm thầy thuốc sai lầm là có thể làm chết người, một người, hai người, ba người không chết. Vì vậy mà người ta cũng nhận định, ta nói cái người mình làm dân quá sai lầm á thì có thể nó hại, nó giết hại cái trí khôn, cái văn hóa của con người từ thế hệ này tới thế hệ khác. Vì vậy cho nên là mỗi tôn giáo đều là một cơ quan truyền bá giáo dục về cái văn hóa cho nhân loại. Do vậy mà làm nghề tôn giáo, làm nghề truyền đạo, trong đó có Phật giáo cũng vậy và các đạo khác cũng vậy, đó là làm gọi là văn hóa. Văn hóa là đạo đức. Đạo đức, cái văn hóa mà nó cao tột, đưa tới cái hạnh phúc cao thì người ta gọi là đạo đức. Còn cái văn hóa mà xây dựng cho cái hạnh phúc của con người trong xã hội thì gọi là văn hóa. Mà những người mà truyền bá đạo đức sai lầm thì nó hại từ thế hệ này
cho các thế hệ khác, nhiều thế hệ mà không biết bao nhiêu gỡ cho ra. Cho nên cái chữ tam giới vô an vô nhiên quả tịnh này đó, tôi nhắc với Phật tử cũng như tăng ni trẻ, nếu mà mình không có tu tập, mình không có thiền định, mình không có tư duy tu mà mình hiểu lầm về tam giới, hoặc là mình mình không học cái phương pháp tu tập để vượt ra tam giới, thì coi như mình tu sai lầm. Dầu mình tu đó là 30 năm, 40 năm, hay 50 năm, hay 60 năm hơn nữa, sai lầm vẫn cứ sai lầm. Mà sai lầm thì là mình tu sai lầm tất nhiên không được gì, tức là mình làm tật, mình tu tật, mình tu sai, mình tu bậy, thì nó giống như là muốn ăn trái ngọt mà đi trồng cái dây đắng, cái hột đắng, cái cây đắng thì làm sao có trái ngọt được. Cho nên vấn đề cái từ tam giới này, tam giới vô an vô nhi quả tịnh, điều đó là có thật. Cho nên phải học tam giới kỹ càng để cho mình tu nó không tật, mình không tu bậy, mình tu đúng. Mà tu đúng thì đạo Phật gọi là chánh kiến, cái thấy biết đúng đạo Phật gọi là chánh kiến. Còn thiền định nghĩ ngợi suy gẫm đúng thì đạo Phật gọi là chánh tư duy. Vì vậy mà mình phải có chánh kiến, mình phải học cho kỹ càng rõ ràng để mình có cái chánh kiến. Mà có cái hiểu biết đúng, nhận thức đúng rồi là mình tư duy biết đúng, gọi là chánh tư duy. Rồi mình nói ra cái điều gì nó đúng thì gọi là chánh ngữ. Mình sống đúng với cái nguyên nhân giải thoát giác ngộ thì gọi đó là chánh nghiệp, chánh mạng. Rồi mình tu hành, mình siêng năng, mình làm những việc mà đúng với cái nguyên nhân, là loại bỏ cái nguyên nhân đau khổ, mà mình quân tập cái nguyên nhân giải thoát giác ngộ thì gọi là chánh nghiệp, chánh tinh tấn. Rồi mình nghĩ ngợi những cái điều mà nó đem tới cho sự giải thoát giác ngộ của mình đó thì gọi là chánh, gọi là chánh định, gọi là chánh niệm, mình chánh định. Vì vậy mà mình phải bồi dưỡng, người đệ tử Phật phải bồi dưỡng cho mình có 80 thứ chánh đó. Kinh điển gọi là bát chánh đạo, 8 con đường. Những con đường đó phải đi, những đường đó mới gọi là đi được chánh. Còn nếu mình đi không là 8 con đường mà Đức Phật đã phóc, đã dịch ra, thì mình đi đường đó tức là không phải đường của Phật dịch ra, không phải Đức Phật phóng đường, thì mình có thể là gọi là mình tới mình là đạo Phật, mà mình không đi những con đường đó thì mình không phải là đệ tử Phật, dù mình có tưởng trong lòng mình là có quý Đức Phật, nghĩ rằng mình là đạo Phật, nhưng mà nếu mình đi lệch 8 con đường đó thì lệch bắt chánh đạo, mình không có chánh kiến tức là mình tà kiến rồi, mình không có chánh tư duy tức là mình tu định tà, gọi là tà định, thì không đem lại kết quả. Tôi nói như vậy có nghĩa là vấn đề tam giới mà tôi sắp nói để cúng dường cho Phật tử, cho tăng ni trẻ, nó quan trọng lắm. Tôi nói chỉ cúng dường đó, các vị đừng có tưởng đâu là các vị sợ tôi nói vậy là quá đáng, không có đâu, không có quá đáng gì hết. Tôi nói cái này là để tôi cúng dường cho Phật tử, và tôi cúng dường cho tăng ni trẻ là kể cả trẻ mà học trò tôi, nếu tuổi đời là đánh con của tôi, Phật tử cũng vậy, nếu tuổi đời là đánh con của tôi đi nữa, mà tôi nói là tôi cúng dường cho Phật tử, tôi cúng dường cho tăng ni trẻ, câu đó cũng không có gì lỗi lầm và sai trái hết á.
Bởi vì chỉ cúng dường đây tức là tôi cung cấp và dưỡng nuôi, tôi cung cấp những cái điều mà tôi muốn nói cho Phật tử tại gia, tôi cung cấp để các vị dưỡng nuôi cái tinh thần, cái trí tuệ của các vị, để các vị đi trên con đường giác ngộ giải thoát cùng một lý tưởng của những người đệ tử Phật, trong đó có tôi. Cũng như tôi cung cấp dưỡng nuôi cái tinh thần giải thoát giác ngộ cho tăng ni trẻ, để rồi chúng ta cùng đi một con đường giác ngộ và giải thoát. Chúng ta là đệ tử Phật, chúng ta phải là thiện hữu tri thức cho nhau. Cho nên là những điều mà tôi nói ý kinh lại Phật ý kinh, tôi là thuộc về tuổi đời, tôi cũng thuộc về đàn anh, đàn thậm sư huynh, thậm chí là sư phụ cũng được, nếu người ta muốn gọi là sư phụ cũng được, sư huynh cũng được. Do vậy cho nên đối với hàng tử đệ, tức là có người như con, có người như em, mà nếu mà nhận những cái điều của tôi nói mà thiền định và tư duy đó, thì chúng ta là trở thành những người đệ tử Phật, những người thiện hữu tri thức của nhau. Do vậy cho nên những điều tôi nói đây là để cúng dường cho Phật tử và cho tăng ni trẻ, không có gì xa tái hết. Cái chữ cúng dường là vậy đó. Tôi thì tôi nói tôi cúng dường các vị, nhưng mà các vị mà cúng dường mà không trúng là tôi lại đánh đổ cái từ cúng dường rất là dữ. Cái từ cúng dường mà cũng là cái từ cúng dường mà cúng dường sai lầm, sử dụng không đúng cách là nó là một tai họa cho những người đệ tử Phật đó. Thí dụ như là các vị mua đồ ngon, trái cây, mua thuốc điếu rồi để cúng thần tài, cái đó cúng lên đó tôi không chịu đâu. Cúng thần tài để cầu cho thần tài phù hộ mình buôn may bán đất làm ăn gì đó, hay là mình cúng cho Đức Thánh Trần, mình cúng cho bà chúa xứ gì đó để giúp đỡ bảo hộ mình làm ăn những cái điều xa trái, có tính cách nghe là không chân thật. Hoặc là ví dụ mình làm quan rồi mình ăn hối lộ gì nhiều quá rồi mình ớn, mình sợ bị phát hiện rồi ở tù đó, rồi mình đi tới mình cúng dường Đức Thánh Trần, mình cúng dường bà chúa kho, mình cúng dường bà Lê Sơn Thánh Mẫu ở núi Bà Đen Nghệ An, cúng dường bà chúa xứ ở Châu Đốc để nhờ mấy bà đó che chở để khỏi công an khỏi phát hiện, khỏi tù tội. Cái cúng dường như vậy là tôi không bao giờ tôi nhắc nhở và ủng hộ các vị cúng kiểu đó đâu. Kể cả cúng ông bà nữa tôi cũng nói thẳng luôn, cúng ông bà cúng tổ rồi đó, để làm đám giỗ đó. Tôi nói đó các vị mới nghe tới đó là nổi giận rồi đó. Nhưng mà để tôi nói hết cái đã chứ. Cúng tổ là không có cha tổ, xin lỗi, không có ông tổ nào mà ở đó mà ăn hoài. Thực sự ở trong chùa tôi gọi là cúng tổ đó. Đã là tổ là thầy của những người còn sống, mà tuổi lớn rồi, người ta tu hành rồi thì người ta biết cái chỗ người ta đi đâu, người ta ở đâu, người ta tu mấy mươi năm, người ta phải có hưởng được cái thành quả nào trong cái đạo Phật, người ta giác ngộ kiểu nào, giải thoát kiểu nào, chứ đâu có ở đó mà mỗi năm mỗi ăn mà tổ chức cúng đám giỗ lớn lên đình mời cả ngàn người. Trong cái tập thơ như Nguyễn Thị Sư tôi có nói về vấn đề giỗ tổ đó. Tôi không nhất trí cái cúng tổ và để làm giỗ tổ lớn đâu,
Đó là tôi nói về tăng ni trẻ. Vô tổ lớn về cúng tổ lớn là tôi không chịu cái cúng đó, cái chữ cúng dường đó tôi không chịu. Tôi không chịu là tại vì làm cái đó là nó không trúng đạo Phật, chứ không phải là tôi ganh tị gì hết á. Không trúng đạo Phật. Tổ ở đâu mà ở đó mẹ. Mà cúng là có những cái đám lại là trước phải đám lại rồi đi cái bằng trình lục cúng, tức là cúng nhiều cách, là có đăng đi điện. Cái kiểu tôi tế thần nó cúng, tôi là lầu tòa lễ đây nè, tôi là tế thần đây nè, đi đăng đi điện nè, để hiến trà rồi hiến tửu nè, bởi vì tôi đã từng làm. Nhưng mà khi lớn mình biết rồi, cái đó làm là thế gian người ta bài là chuyện của ta, mình không nói nữa. Nhưng mà đạo Phật của mình đem mình làm cái đó y như đi đăng đi điện, cái kiểu mà tôi đã làm tế thần hồi xưa, cái đó không trúng. Tổ mình không có ngồi đó ở đó mà ăn bằng cái kiểu nghi lễ như vậy. Tổ mình phải đơn giản chứ. Nếu có ăn như cũng đơn giản, Phật cũng vậy, nếu có ăn cũng phải đơn giản chứ, không có phải nhất bộ nhất bái. Hồi đó tôi đi tới thành là đi nhất bộ nhất bái cơ. Còn mấy ông thầy thì người ta đi cái trình, người ta không có đưa lên cao như tôi đi hồi nhỏ. Nhưng mà cũng có, cũng cứ đi cái đi cái chân sợ bát sợ bát đi để cho cái áo nó phụng, nó phê phê ra coi cho nó đẹp. Cho nên là cái chân của các thầy không đưa cao như tôi đi đang đi điện để cúng thần, nhưng mà cũng có. Thì cúng tổ về là không cần, hư ông tổ. Mà hư cái người bày là cũng không phù hợp với đạo lý của đạo Phật. Còn ông bà cũng vậy. Ông bà thì như tôi nói là cúng ông bà thì cúng, nhưng mà cúng chơi vậy thôi. Nghĩa là mình làm như vậy mà mình đừng tin tưởng là có ông bà gì ăn gì hết. Làm như vậy để anh em tụ hợp lại, ngày đó là ngày cha mẹ mình qua đời, cha mẹ mình từ từ ngày đó. Một năm có một cái duyên cớ như vậy đó, anh em tụ về để gặp nhau, thăm nhau vui vẻ. Cho nên là nấu đồ ăn 5-7 món gì cho ngon rồi dọn lên. Dọn lên không cần nhiều, 5 phút thôi. Rồi giả đò đốt nhang, rồi giả đò rồi cúng nước, cúng trà, cúng rượu y vậy. Nhưng mà tôi gọi là cái từ giả đò đó có nghĩa là nói cúng, chứ kỳ thật không có cúng gì hết. Nhưng mà làm cái đó để tượng trưng, để tiêu biểu, để nói lên, nó biểu lộ là tấm lòng con cháu uống nước nhớ nguồn, nhớ cha nhớ mẹ. Nhưng mà làm giống như là chơi, như là giả đò vậy. Rồi trong vòng chừng tối đa là 5 phút vừa cúng trà, cúng rượu, cúng nước luôn, dọn xuống ăn. Ăn nó còn nóng, nó không có rùi mu, nó không có kiến đậu, mà đồ ăn nó còn nóng, ăn nó ngon, con cháu nó ăn ngon. Chứ cúng kiểu ông già tôi xưa nể tàn nửa cây nhang đó, ui nếu mà cái xứ mà có rùi á là đồ ăn lâu quá ăn vô là bị cái bệnh gì đó, bị trúng độc, trúng cái độc của vi khuẩn, của gió mái. Trong đó mình làm gỏi rồi gỏi chua này kia, nó có dốc có khế nữa trong đó, mà để vậy là gió má vô cái mùi nó hôi quắc, ăn không còn ngon nữa đâu. Nó còn cái mùi giấm, không còn cái mùi khế, không còn mùi chua thiệt nữa, mà nó gọi là hôi khám hôi ê đó. Cho nên hồi xưa mà cúng lên chờ nửa cái nhang giống như là ông bà ăn thiệt vậy đó. Cái đó tưởng tượng cái đó không trúng, không cần thiết. Cho nên có cúng ông bà cái nữa là y như là chơi. Cốt là anh em gặp nhau chúc mừng vui vẻ, rồi ăn cơm ngon lành xong rồi về. Chứ không được uống rượu, nghe có những thằng nó uống rượu rồi nó ói cái nhà không thở nổi á. Cái đó là có thiệt đó, uống rượu nó ói ra rồi là chó phải chạy, không dám ngửi á.
Thường thường là chó là ăn tạp lắm, vậy mà mấy cái cậu mà nó uống rượu rồi nó ói ra là chó chạy cút không gửi nổi nữa. Và những người xung quanh là đều là không gửi nổi. Cho nên là cúng dỗ thì được, không sao hết, ăn chơi cũng được, nhưng mà cấm ói. Mà nếu mà người nào tệ quá vậy đó, tôi hồi đó tôi có dặn mấy người em cháu tôi đó, tụi mày á có ăn uống thì là tao không có nói, nhưng mà nếu mà ăn uống mà sai lại thì phải dặn trước, ăn uống ăn cho ngon rồi về, chứ mà ăn rồi để ói ra là khiêm dục đại què chứ không có cứu vớt gì nữa. Khiêm dục ngoài đó, đo dọn nhà dọn cửa thì chừng nào nó muốn tỉnh nó tỉnh kệ nó. Tôi có cái tánh bạo vậy đó. Thành ra là cái chuyện cúng dường đó là tôi muốn nói chuyện cúng dường của tôi, nhắc nhở một tự nó khác với chuyện cúng dường của người ta. Thế thì điều mà tôi nói là tôi cúng dường cho các vị. Cho nên cái bài này là kể ra là khó nghe đây nha, nhưng mà là tại vì cái thiện chí, tại vì cái tấm lòng của mình hiểu đạo Phật rồi, bây giờ mình không truyền đạt lại cho Phật tử, mình không truyền đạt lại cho tăng ni trẻ, mình không phải là không làm những người thiện hữu tri thức cho đệ tử Phật, thì mình làm gì cho ai giờ đây? Cho nên biết nói cái này khó đấy, nhưng mà vẫn nói. Biết nói cái này là nếu mà nói theo thông thường đó, thì một ông thầy mà nói cái này mà như tôi nói đây là chỉ có mất bổn đạo thôi, chứ không có thêm bổn đạo. Chỉ có mất bổn đạo. Những người bổn đạo bình dân, những người bổn đạo bình thường đều là không nghe được đâu. Mà qua hoàng lắm thì có một số trí, một số người có trí, có tư duy, thì cái thành phần mà dùng trí và dùng cái tư duy để mà thiền định, để mà hiểu đó, thì đương nhiên là cái thành phần này ít. Còn những cái thành phần cái trí bậc trung với trí bậc hạ, ta không chịu thiền định, ta không chịu tư duy, mà người ta lại có cái chất tà kiến nữa, người ta thích cái gì quyển hoặc quan đường mê tín dị đoan thì nó dễ nghe lắm. Cho nên là khi mà tôi nói cái này ra là cái thành phần đó mất hết, không bao giờ nghe mà ưa nổi, mà thích nổi, và càng không có đi tìm kiếm để gặp gỡ thâm lâm để làm gì, nghe là chán chết. Bây giờ nhắc nhở nãy giờ đó là nhắc nhở cái xung quanh, bây giờ chúng ta đi vào cái bài đây, đi vào cái bài. Bài thơ Tam Giới chỉ là Như Lai phương tiện nói. Cái đề tài đó, không có thơ gì trò trời. Mà cái đề này là cái đề để rõ ràng là nhắc nhở, để nói lên, để nhắc nhở tu hành chứ chẳng có thơ gì trời. Mà gọi là thơ vậy thôi. Giờ tôi đọc bài thơ này. Thế gian sắc giới tịnh an nhiên, Tam Giới Như Lai mật ý tuyên, vô sắc tìm đâu ra giới ấy, vì là dục giới rõ quảng thiên. Bài thơ này là đã qua là thấy rõ là lạ dữ lắm đấy. Lạ lắm, lạ nhưng những cái thông thường. Thế gian sắc giới tịnh an nhiên, Tam Giới Như Lai mật ý tuyên, vô sắc tìm đâu ra giới ấy,
vì là dục giới rõ hoàng siêu. Phủ nhận dục giới mạnh dữ, còn phủ nhận vô sắc giới thì cũng là phủ nhận nhẹ hơn chút. Còn vô sắc giới là phủ nhận quá mạnh, dục giới cũng phủ nhận quá mạnh. Dục giới, sắc giới, vô sắc giới, còn sắc giới ra thì giới thiệu cái sắc giới, giới thiệu sắc giới không có phủ nhận sắc giới, giới thiệu sắc giới, cái tâm của sắc giới không có phủ nhận, còn phủ nhận mạnh là vô sắc giới và dục giới. Cái bài này là một bài ở trong, tôi không nhớ rõ, nhưng mà vấn đề tâm giới là tôi biết ở trong cái tập thơ Như Nguyễn Thiền Sư cũng có một lần hai lần gì đó nói về vấn đề tâm giới. Rồi từ trước tới đây cũng có nói về vấn đề tâm giới, tôi cũng có nói một hai ba lần bốn lần gì đó không nhớ rõ. Nhưng mà sở dĩ mà tôi làm mỗi một bài nó có một cái ý tứ, một ý tứ là nó có khác nhau, mặt này mặt khác, nhìn bên khía cạnh này bên mặt khác nó có khác, cho nên là tôi đề cập vấn đề tâm giới này nhiều bài rồi chứ không phải là một. Là tại vì vấn đề đáng lẽ phải nói nhiều, là bậc thầy của đệ tử, của Phật tử phải nói nhiều về tâm giới, là bậc thầy của những tăng ni trẻ cũng phải nói nhiều về tâm giới để cho tăng ni trẻ học. Bởi vì tăng ni trẻ là ta định nghĩa là kiểu xuất gia, trong đạo Phật đó, ta định nghĩa kiểu xuất gia giả là xuất tâm giới gia, xuất phiền não gia, xuất tham sân si mạng gia, cái phi đản, xuất thế tục gia như vậy. Có nghĩa là xuất gia là cái người mà gọi là người xuất gia là phải ra khỏi cái nhà tam giới, phải ra khỏi cái nhà phiền não, cái nhà tham sân si mạng nghi, cái nhà kiến hoặc tư hoặc trần sao hoặc vô minh hoặc, chứ không phải là ra khỏi cái nhà thế tục mà thôi. Cho nên cái tiêu xuất gia là không phải ra khỏi nhà thế tục, không phải bỏ cái nhà thế tục, ra khỏi nhà thế tục mà không học đạo, không hành đạo, không có đạt đạo thì ra khỏi cái nhà thế tục đó chứ, chứ không phải là xuất gia. Chẳng qua là mình trốn cái nhà đó, giống như mình bán nhà đó mình đi ở cái nhà khác, hay là mình mua cái nhà khác đó, thì nhà nào cũng là nhà, nhà nào cũng là nhà. Do vậy mà cái nghĩa của chữ xuất gia ra là ra khỏi cái nhà thế tục rồi, còn phải ra khỏi cái nhà tâm giới, ra khỏi cái nhà phiền não, cái nhà tham sân si mạng, chứ không phải ra khỏi nhà thế tục mà thôi. Do vậy mà cần nhắc nhở cho tăng ni trẻ là cái ý vậy đó. Tôi làm nhiều bài về tâm giới để nhắc nhở tăng ni trẻ, cái đó quan trọng lắm. Cũng như lúc nọ tôi có nói cái bài cái khói lam chiều, bữa đó đốt khói lam chiều tôi làm bài thơ, nhìn khói lam chiều nhớ nhớ ai, nhớ người, nhớ cảnh, nhớ Như Lai, nhớ Như Lai tức là Phật á, xuất ly tam giới ngay quê mẹ, thành đấng nhân sư tại cõi này,
Đức Phật là người ra khỏi ba cõi xuất ly tam giới đó. Ngay quê mẹ nha, chứ không có đi đâu hết đó. Bây giờ tăng ni trẻ là đi học dữ lắm, mà đi ngoại quốc dữ lắm đó. Nhưng mà đi ngoại quốc là học và lấy bằng gì là bằng. Nhưng mà nếu mà không có hiểu về tam giới mà không ra khỏi tam giới là thì tất cả những cái bằng đó là coi chừng là lấy bằng tiến sĩ mà về nó thôi lui à. Tiến mà nó thôi, mà nó không tiến mà nó thôi. Tiến sĩ mà về thì cũng đáng mà nó thành là tiến sĩ thôi lui chứ không có tiến à. Vậy thì cũng đáng, thì về đi kiếm xác chết rồi đó. Hợp tác với những người đi kiếm xác chết, đi cầu hồn, đi tụng kỳ siêu cho nghĩa trang nghĩa địa để nhất dân nhất linh rồi đó, là tiến sĩ đó là không có tiếng à, mà là thái sĩ à. Cho nên là tôi nói này, tăng ni trẻ đấy xuất gia giả là xuất tam giới gia đó, phải ra khỏi cái nhà của tam giới, ra khỏi nhà dục giới, sắc giới, vô sắc giới mới được, chứ không phải ra khỏi cái nhà thế tục mà thôi. Vì vậy mà tôi nghĩ rằng là tăng ni trẻ là nên học kỹ về tam giới. Đương nhiên là Phật tử tại gia mà học Phật cũng vậy, không bắt buộc Phật tử tại gia đi nhanh để vượt ra tam giới liền. Nhưng mà trên cái tiến trình tu tập phải học tam giới, phải hiểu tam giới. Trên nguyên tắc là không bắt buộc những người tại gia đi ra khỏi tam giới liền, nhưng mà phải học hiểu. Để rồi một lúc nào đó mình hưu trí rồi, rồi mình được rảnh rang, con cháu mình đã lớn hết rồi, về kinh tế, về ăn mặc ở ngủ, dân dân mình nhẹ lo rồi, là lúc bây giờ là cái môi trường, cái hoàn cảnh đó mình có thể vượt ra tam giới vẫn cứ được đó nha. Chứ không phải Phật tử tại gia không vượt ra tam giới được đâu. Được đấy, con lớn hết rồi, nhất là những đứa nó học nên nó đổ đạt, nó thành tài, kinh tế nó vững mạnh, dư sức nó cho mình, dư sức nó cúng dường cho mình, tuổi mình lớn rồi, thì lúc đó là lúc mà mình tinh tấn tiến bước lên con đường bát chánh. Mình tập tu về chánh kiến, về chánh tư duy, về chánh ngữ, về chánh nghiệp, về chánh mạng, về chánh niệm, về chánh tinh tấn, về chánh định, là mình được quyền ra tam giới chứ. Và con đường bát chánh đó ai cũng có thể tu được, chứ đâu có phải là đợi cạo đầu mặc áo kiểu nào đó mới tu được đâu. Do vậy cho nên là cái học đó là tất cả đều là phải có quyền học. Cái núi đó ai cũng có quyền được nhìn cái ngọn núi Everest cao 8.000 thước so với mặt nước biển, ngọn núi cao nhất thế giới, ai cũng có quyền thấy nhìn ngọn núi đó. Và ai cũng có quyền đi thám hiểm tham quan ngọn núi đó. Do đó cho nên ai cũng có quyền đi tới đó để tham quan, và ai cũng có quyền bắt đầu đi lên núi. Còn cái đi tới đâu á là do hoàn cảnh của mình, do sức lực của mình, do phương tiện của mình. Mình đi tới đâu mình đi, nhưng mà mình vẫn có quyền là lên tới đỉnh núi Everest như tất cả mọi người. Do vậy mà cái đạo Phật đó, Phật tử tại gia cũng có quyền học, học những cái điều kiện, những cái pháp môn để vượt ra tam giới đều được học. Còn vượt ra được tới cỡ nào là môi trường, hoàn cảnh, điều kiện, cái sức tinh tấn của mình.
Cho nên là có những ông thầy mà họ nói là tôi giữa buổi hội mà những ông thầy đã phát biểu là tôi đem dọn đồ vô cặp và tôi bỏ tôi đi, bởi vì mấy ông thầy đó nói nghe không có được. Họ nói bổn đạo của mấy ổng là chưa biết tam quy ngũ giới là gì, mà cỡ như tôi về đi giảng, nào là kinh Kim Bát Cật, nào là kinh Pháp Hoa, nào là kinh Kim Cương Bát Nhã, nào là kinh Đại Niết Bàn cho ta nghe, vậy là không hợp lệ, không cần thiết. Chính bổn đạo của các ông là tam quy còn chưa thuộc, ngũ giới chưa xong, thập thiện còn chưa biết, mà sao cho họ tự hiểu nhiều cái thứ kinh cao, kinh siêu, kinh đốn ngộ vậy là không được. Tôi nghe ông thầy nói bực bội quá, nhóm hợp với mấy cái thành phần này mình được cái gì mà hợp. Tôi dọn đồ tài liệu tôi bỏ vô cặp, tôi đóng cả cái cờ tôi sắp tôi về. Cho nên là mình có chuyện kiếm thiện hữu tri thức khó lắm chứ mà dễ thôi. Nếu mình chơi với những cái thành phần như vậy, mình gọi là bạn đạo của mình, thì mình được cái gì? Không hơn mình mà lại còn tệ quá, là còn trì mình xuống nữa, thì mình chơi với họ mình được cái gì? Do vậy mà người xưa ta nói là kiếp bằng tu thắng kỹ và tợ ngã bất như vô. Mình kết bạn, chuyện người bạn đó phải hơn mình nó mới quý. Chứ còn nếu mà thua mình đó thì còn mình chơi với họ là mình bị nó trì xuống, thì mình được cái gì? Nhưng mà cái câu đó là tôi có cái chất cũng là ưa thiện mà. Tôi nghe câu đó tôi cũng buồn, tôi nói cái ông đó nói không có chân lý đâu. À, gọi là kết bằng tu thắng kỹ và tạ ngã bất nhiên vô, kết bạn là phải hơn mình, chứ nếu mà bằng mình đó, chẳng bằng là không bạn. Hồi nhỏ tôi học tôi nghe câu đó cũng hay, nhưng mà lớn lên là tôi học Phật rồi tôi nói câu đó không được. Nếu anh kết bạn anh lựa người hơn anh kết, còn bằng anh không kết. Bạn mà như mình hoặc bạn mình là không, bạn mà như mình thì là không cần kết bạn. Nếu nói như vậy được, mình nói như vậy rồi cái anh đó anh cũng nói như vậy, rồi cái người mà giỏi hơn mình họ cũng nói như vậy, rồi làm sao có bạn? Ai cũng kiếm người bạn hơn mình hết á, rồi bạn ở đâu có? Cho nên là cái câu đó không có chân lý, mà phải học rằng là phải hiểu rằng là mỗi một người nó có một cái ưu riêng, mà mỗi một người nó có cái khuyết riêng. Cho nên là mình chơi với bạn thì mình có thể học những cái ưu của họ, và ngược lại mình cũng có thể cái ưu của mình, mà bạn mình cũng có thể là chia sẻ để mà làm lễ cho nhau. Chứ còn mình đòi người cao hơn không mình mới chịu, thì cái người cao đó sao lại nó chịu mình, nó làm sao nó chơi với mình chi? Mình lựa người cao hơn mình mới chơi, người bằng mình hoặc không rồi mình không chơi. Vậy thì cái người ta cao hơn mình tại sao nó chơi với mình? Cho nên cái câu đó tôi cho là không phải chân lý. Vì vậy mà mình đọc kinh đọc sách gì đó, gọi là tạo chúc cầu minh, đọc thơ cầu lý. Đọc sách là phải tìm cái lý, thấp đuốc là để tìm cái sáng. Cho nên hồi nhỏ tôi học khác, mà tới chuyện lớn lên là tôi đánh đổi nhiều lắm, đánh đổi những cái tôi học hồi xưa. Cũng như tôi học Phật cũng vậy nữa, kinh điển tôi học nhiều lắm, nhưng mà bây giờ tôi lựa ra tôi bỏ không thương tiếc, kể cả tổ mà tôi coi ông tổ nào mà nói họ không có triết lý là tôi phê phán luôn cả cái nguồn tư tưởng của tổ ấy. Đương nhiên là ông trên trước là tôi gọi là tổ, rồi ông biểu tôi lại cũng được, đồ bỏ chuyện lại bao nhiêu ông cũng được, tôi không có ghét gì vụ đó. Nhưng mà bảo rằng là ông nói câu đó là
là bắt tôi nghe là tôi không chịu. Cũng như vấn đề tam giới này tôi sắp nói này, ông tổ mà làm cho tôi học cực khổ vô cùng mà dạy tầm bảy, bây giờ đây nè, nếu mà tôi nói bài này là tôi kêu tên ông tổ là được đó, nhưng mà đều mình không kêu chi. Chứ không phải là cái người nào mà sinh trước mình năm 30 năm hay là 100 năm gì đó rồi đều gọi là tổ vậy đó, không phải. Cái đó lớn tuổi khác, tiền bối đồng ý, tuổi cao tiền bối, mà còn để lại cái gì đó coi chừng anh là cái người làm văn hóa sai lầm, anh di hại từ thế hệ này sang thế hệ khác đó nha. Chứ đừng nói anh sẽ trước tôi 100 năm hay là 200-300 năm rồi anh là tổ, không được. Đạo Phật không chấp nhận cái lý lẽ như vậy. Dù anh sinh trước 1000 năm 2000 năm cũng vậy, không phải là hãy sinh trước nói là trúng. Sinh trước là gọi là tiền bối, chứ không phải là tiền bối rồi nói cái gì cũng trúng. Cho nên cái này cũng để ý đó, học Phật là phải có trí, phải sử dụng trí tuệ. Mà học Phật mà không sử dụng trí tuệ thì tu sai lạc không thành công đâu. Bởi vì cái nguyên tắc của đạo Phật đưa ra, tu giới là có để có định, tu thiền định là có để có trí tuệ. Mà anh tu giới giữ giới kiểu nào đó mà anh không biết tu thiền định thì cái anh giữ giới đó không nhầm gì trời. Anh không biết tu thiền định thì cái giữ giới đó để làm gì, phục vụ cho ai? Cho nên giữ giới đó nó phải tương quan với thiền định. Mà thiền định đó là nó phải là cái nhân của trí tuệ. Chứ anh gọi là thiền định mà anh bắt người ta ngồi dài vậy đó, ngồi năm này qua năm kia, giờ này tới giờ nọ, rồi ngày này qua ngày kia, rồi tới năm này qua năm kia mà không có mở mang trí tuệ gì hết, thế thì là cái định đã sai rồi. Không có cây nào trồng mà không có trái. Nếu mà anh trồng đúng cây là phải có trái, không có trái nào là ăn không bổ. Nếu anh trồng đúng cái nhân cây đó là cây ngon, cây bổ. Còn anh trồng đúng cái thứ cây mà có là có trái là ăn chết rồi thì là anh trồng cây sai rồi. Anh không biết làm nông rồi, anh không biết làm vườn. Chứ đó trồng cây mà cái giống ngon là nhất định là cây có trái, mà có trái ăn nhất định là trái đó là bổ. Cho nên là học giới là phải có yếu để hỗ trợ cho cái tu định. Mà giữ giới mình đúng chánh pháp thì là tu thiền định, chánh pháp là nhất định là sẽ phát sinh trí tuệ. Thế gian sắc giới tận an nhiên, triển khai câu này về sắc giới đó. Sắc giới tức là cái thế giới vật chất. Con người là một vật chất ở trong vô số cái vật chất ở trong thế gian. Con người là một thứ vật chất ở trong nhiều thứ vật chất của thế gian. Thế thì con người là một sắc giới ở trong nhiều, trong vô số cái sắc giới mà chúng ta thấy ở trên thế gian. Mà cái câu thơ này nó thế gian sắc giới tịnh an nhiên, tất cả những gì mà chúng ta thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc và biết ở trên thế gian này đó, nói chung là sắc giới, đối tượng của nhận thức đó, đối tượng của thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết. Nói một cách khác nữa là sắc giới nó nằm trong sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp.
có những cái sắc giới đó, có những cái nó thuộc về hình sắc, có những cái nó hiển sắc, có những cái nó thuộc về phi vô biểu sắc. Hình sắc, hiển sắc và vô biểu sắc, chỉ sắc giới đó, nó phải học vậy đó. Những cái mà hình sắc là tức là lớn, nhỏ, rộng, hẹp, dài, ngắn, cao, thấp, nặng, nhẹ, những cái đó gọi là hình sắc. Nó là vật chất, nhưng mà vật chất nó có cái hình tượng, có hình, có tượng, có dáng, có vẻ, thì gọi đó là hình sắc. Còn một cái thứ, ví dụ như nó biểu lộ ra xanh, vàng, đỏ, trắng, hồng, lục, sô-cô-la thì cái sắc mà nó thuộc về vậy đó, về bằng màu sắc đó, thì gọi đó là hiển sắc. Rồi còn một thứ sắc đó, thì gọi là vô biểu sắc. Vô biểu sắc là nó là sắc, nó là vật chất, nhưng mà nó không có hiển ra. Thí dụ như là âm nhạc mà bây giờ mình thời nay gọi tất cả những cái âm nhạc đó là văn hóa phi vật thể. Thế thì cái âm nhạc đó nó là sắc đó nha, mà nó không có hiển, mà nó phải là hình, nó không phải là hiển. Đố ai tìm cái màu sắc của nhạc được? Đố ai cân lượng đong đếm cái gì của nhạc được? Cho nên nó là phi vật thể, cũng gọi nó là vô biểu sắc. Thế thì là về vật chất nó có hình sắc, hiển sắc và vô biểu sắc. Nhưng mà câu thơ này ta cho biết là thế gian sắc giới tịnh an nhiên, nghĩa là cái tánh của tự tánh của sắc giới nó rất là trong sạch, và nó không có làm đau khổ cho ai, và nó cũng chẳng có làm cái hại, cái xấu, cái tốt, cái gì cho ai hết. Nó chẳng khen, chẳng chê, chẳng xấu, chẳng tốt, chẳng thương, chẳng ghét, chẳng thiện, chẳng ác. Cho nên gọi nó là tịnh an nhiên. Mà kinh Pháp Hoa Phật dạy rằng là chư pháp tùng bản lai thường tự tịch diệt tướng. Các pháp gọi chung là tất cả sắc giới, hình sắc, hiện sắc, vô biểu sắc, đều là nó có cái tướng, tánh tướng của nó là tịch diệt, là vắng lặng, là an lành, là không có cái tánh khuấy động phá rối gì ai hết, gọi là tịch diệt tướng, thường tự tịch diệt tướng. Cho nên tự nhiên đặt ý đó là ở đây cái câu thơ này là thế gian sắc giới tịnh an nhiên, là để nói là cái đó, để giới thiệu cái đó. Cái này phải thiền định mới thấy được cái sắc giới là tịnh an nhiên, chứ không có thiền định là không thấy đâu. Mà không có tu tập của theo đạo Phật, theo lời Phật dạy là cũng không thấy. Muốn thấy cái này là bắt đầu là phải chịu dục tri túc, an bằng thủ đạo duy tuệ thì nghiệp, phải học câu đó. Chứ còn cái người mà đa dục đó là không bao giờ thấy được cái tình an nhiên của sắc giới đâu. Bởi vì người đó là người đã tạo ra cái thế giới, là gọi là dục giới luôn. Nếu mà mình khởi niệm lòng tham thì dựa trên sắc giới nó sinh ra dục giới. Còn cái người mà thấy muốn thấy được cái sắc giới tình đương nhiên, nó là cái người đó là phải là
phải đọc cái câu đa dục di khổ sinh tử bị lao tuần tham dục khởi thiếu dục vô di thân tâm tự tại. Rồi phải học cái câu là muốn cho thấy được cái tính của sắc giới của vật chất là nguy hiểm đó, thì phải học là tâm vô yểm túc di đắc đa cầu tăng trưởng tội ác. Bồ Tát bất dĩ thường niệm tri túc an bình tu đạo duy tại thiện nghiệp. Cái người phải là thường niệm tri túc an bình tu đạo duy tại thiện nghiệp thì cái người đó mới có thể nhìn thấy được cái tánh tịnh an nhiên của thế giới vật chất. Thế gian sắc giới tịnh an nhiên, tam giới Như Lai mật ý tuyên, câu này là vững vàng lắm đó. Như Lai nói tam giới vô an vô nhi quả thật vậy, chứ thật sự là mật ý của Như Lai đó. Đó là mật ý đó, nói để mà chỉ cái nguyên nhân nào làm cho chúng sanh đau khổ, cái gì làm cho chúng sanh đau khổ. Như là mật ý nói có ba cái lĩnh vực, có ba cái thế giới, có ba cõi, ba lĩnh vực cái ba thế giới là ba cõi, gọi là tam giới. Như là mật ý mà nói vậy chứ ba cái đó không có cái nào có thiệt hết, cái đó khó đó. Không có cái nào có thiệt, vậy mà Như Lai nó có, cho nên là Như Lai nói cái đó gọi là mật ý. Câu này không có thiền định làm thấy được đâu, cho nên là tôi buồn có nhiều vị thiền sư dạy tu thiền, đề xuất ra tu thiền, lập ra lấy cái nhãn cái mắt của thiền của người xưa mà đặt ra tu thiền, mà dạy là tu thiền cái kiểu mà thiền mình đích ra, chú trọng gì cái đích ra là nghe nó buồn muốn chết vậy đó. Tu thiền mà cái đầu thiền mà cái đích là thiền cái gì? Chỉ cho người ta thấy được tam giới này là như là mật ý thiền nè. Chứ tam giới không có thiệt, dục giới không có thiệt, vô sắc giới thì càng không có thiệt, còn sắc giới cũng không có thiệt. Do vậy mà cái người mà ta học cái tam giới này đó, rồi người ta phải buông bỏ đó. Học cái tâm giới này rồi người ta tập buông bỏ đó, buông bỏ từ nhiều, buông bỏ đi cho tới buông bỏ hết. Mà nếu buông bỏ chưa hết là tự thấy mình tu chưa tốt, chưa giỏi, chưa bằng Phật được. Mà tu chưa tốt chưa giỏi là giải thoát giác ngộ không có đó nha, chứ đòi đi kiếm cái gì nữa. Dựa trên tam giới đây nè, trên cõi dục này, cõi sắc này, cõi vô sắc, đây mà thiền định. Thiền định để thấy là cõi dục là hoàn toàn là không có. Bây giờ nó cõi vô sắc trước, cõi vô sắc hoàn toàn là không có. Đã gọi là vô sắc thì sao lại còn có ông vậy? Vậy mà bây giờ Phật tử chúng ta đó là ôi thờ lại cúng khấn nguyện gian sinh những cái đấng thờ nguyện gian sinh với nhiều đấng lắm, đấng này đấng nọ đấng kia, thằng này thằng nọ. Cho nên là tôi viết cái bài trực chỉ nè, tôi viết cái này bạo lắm, cho nên là tôi biết là người ta đọc sách tôi rồi là người ta bỏ tôi à. Nếu mà bổn đạo cũng bỏ, còn không có bổn đạo là không bao giờ người ta chịu.
Tôi viết ở đây này nè, vô sắc giới chỉ có đối với phần phần kém hiểu biết trong xã hội. Thành phần kém hiểu biết trong xã hội, thành phần yếu đuối, sống không có tư duy, ai nói gì nghe nấy. Cho nên vô sắc giới chỉ có với người mê tín, tin quyển hoặc quan đường, tin ở sự tưởng tượng siêu hình, tin ở nơi cảnh giới, ở nơi một cảnh giới không bao giờ có. Này, cảnh giới không bao giờ có, bởi vì vô sắc giới là cảnh giới không bao giờ có chứ gì nữa. Vậy mà người ta có thể tin được đó, vậy mà dạy tu sao mà để cho người ta tin được cái đó, là mà gọi là tu thiền, tu tịnh gì đó, là cái đó lạ dữ đó nha. Vô sắc giới chỉ có với người mê tín, tin nguyện hoặc quan đường, tin ở sự tưởng tượng siêu hình, một cảnh giới không bao giờ có. Đã là vô sắc có nghĩa là không có gì, không có vật chất, không có gì hết. Đã là vô sắc có nghĩa là không có gì, thì còn có cái ông nào, bà nào, cô nào, chú nào, thiếp nào, anh nào, chị nào, thằng nào, con nào, với cái cảnh, với cảnh giới mà không có gì ấy. Tôi viết cái bài vậy đó, tôi viết cái đoạn đó là tôi biết là nên động tới cái nhiều cái lòng tin của nhiều người bình thường. Cho nên là tôi viết cái này là để tôi muốn nói với những người đệ tử Phật thôi đó nha. Còn cái người mà không phải đệ tử Phật đó thì ai muốn làm sao làm, tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng, tự do dân chủ, tự do phát biểu, tự do cái gì cũng tự do hết á. Thế kỷ 21 này là nhiều cái tự do lắm. Tôi không có nói những người khác, mà tôi nói những người, người ta phát tâm, ta muốn tu theo đạo Phật, và những người tăng ni trẻ mà gọi là những người xuất gia đó, là phải xuất tâm giới gia. Mà xuất tâm giới gia có nghĩa là phải ra khỏi cái nhà vô sắc giới. Mà nếu mình còn tin là ông nào, bà nào, đánh nào, thằng nào, con nào, thiếu chú nào, thiếu nào, chị nào ở trong cái thế giới vô sắc là mình tu sai rồi. Nhưng mà thực tế là ngày nay đó thì Phật tử tại gia cũng như là thầm phần tăng ni trẻ còn lẫn lộn cho nó dữ lắm đó, lẫn lộn tu sai lầm dữ lắm đó. Kể cả có một số mà tu 10 năm, 20 năm cũng có, cũng còn sai lầm như vậy. Nếu chưa có đủ cái sức thiền định, chưa mở mang trí tuệ là vẫn cứ sai lầm cho tới tu 1, 20 năm, 30 năm, 40 năm cũng còn sai lầm. Nếu là học kinh ít, kinh lục luận học, không học nhiều và không có minh sư hướng dẫn thì cũng không vượt ra được cái sai lầm này đâu. Tuy nhiên là tôi nói vậy là tôi biết là tôi lỗ lã đó. Lỗ lã nó đụng chạm tới cái số đông mà người ta chưa vượt ra được cái vô sắc giới. Tuy nhiên là vô sắc giới tôi có thể còn triển khai về cái mặt khó của nó nữa cơ. Cái mặt khó của nó sầu lắm. Cái thế giới mà gọi là không có gì đó, nó lại có cái mặt khó của nó là kỳ quặc. Nhưng mà không phải có cái thứ là ông gì, thằng bà gì, đấng gì, chú gì, thiếp gì, cô gì, cậu gì, không phải thứ đó. Thứ đó là hoàn toàn không có. Cho nên mình cầu nguyện cái ông thần, ông thánh gì thì không có. Nhưng mà tôi có thể cúng dường cho các vị nó có những cái độc đáo ở trong cái gọi là vô sắc giới. Mà bây giờ thì chưa nói hết được, nói sao cho hết được.
nói làm sao cho hát được không vô biên xứ trong giờ phút này, nói làm sao cho hát được cái thức vô biên xứ, nói làm sao cho hát được cái vô sở hữu xứ, nói làm sao cho được cái phi tưởng phi tưởng xứ định, là dựa trên cái cơ sở vô sắc này mà nó có là bốn cái tướng thiền định khiếp đảm đó. Cho nên nó là vô sắc là không có gì, nhưng mà nó lại có gì à, nó có cái gì là cái kiểu đó, bốn cái tướng thiền định mà nương vào cái vô sắc giới đó mà nó có là bốn tướng thiền định, tức gọi là tướng không định, nó hay lắm cơ. Hay lắm, đưa tới sự giải thoát giác ngộ. Đức Phật Thích Ca hồi đó cũng học vậy đó chứ. Thành ra là tam giới là mật ý tuyên của Như Lai đấy, chứ còn tam giới không có thiệt đâu. Còn vô sắc tìm đâu ra giới ấy à, đây là đánh đổ, đánh đổ cái chữ vô sắc giới này. Vô sắc giới là không có, đó là vô sắc thì làm gì có. Như vừa nói đó, vô sắc là không có gì, nghĩa là không hề có vật chất. Chữ sắc là vật chất, mà vô sắc có nghĩa là không hề có cái thứ gì bằng vật chất, thì làm sao có gọi là cái cõi gì được. Vậy mà mình nói trong cái cõi đó là có trời, rồi có Phật, rồi có thần, rồi có thánh, rồi có ma, rồi có quỷ, rồi có cô, rồi có gì, rồi có ông, rồi có bà, rồi có chú, rồi có thiếp gì trên đây để mà cầu cúng mày lại, thì làm sao có cái gì để cho mình lại. Vô sắc tìm đâu ra giấy, gì là dục giới rõ hoàng chưa, cái này phủ định dục giới nữa cơ, cái này phải thiền định mới thấy. Có đời này đâu có làm cái gì, nó đâu có đốc nó xuống gì cho ai tham lam cái gì đâu. Tiền tài danh vọng địa vị sắc dục, tức là tài sắc danh thực thì núi sông đất liền trời mấy non nước cỏ cây hoa lá động vật thực vật khoáng vật phi vật của cái cõi vũ trụ này, nó tự có như vậy, nó có cái nào mà nó làm nó bắt buộc mình phải thèm thuồng, phải ôm đồm, phải lưu luyến, phải giữ gìn gì đâu. Không có cái nào nó bảo mình làm cái đó hết. Vậy mà mình làm, có con người mình nếu mà mình không có tu học, mình không có thắng mình đó, là mình mê hết, mình mê tiền tài, mình mê sắc dục, mình mê danh vọng, mình mê địa vị, mình mê sự nghiệp, mình mê nhà cửa, mình mê đất đai, mình mê tất cả cái mình mê hết. Do vậy mình đã làm ra cái cõi đó gọi là cõi dục. Chứ kỳ thật cõi dục nó không hề có ở đâu, và nó cũng không hề có ở với ai, mà do cái tham muốn sai lầm gọi là dục vọng mon non mà nó thành ra cái gọi là cõi dục. Cái này cho nên là phải thiền định mới thấy nha. Gọi là cõi dục là do cái dục vọng, do cái tham muốn sai lầm, không có không đúng với chân lý, tự mình đam mê, tự mình đấm trước, tự mình ôm đờn, tự mình bảo thủ. Từ tất cả những cái đó gom lại, rồi mình nhìn ra hiện tượng giải pháp rồi do vậy đó, do đam mê, do nắm trước, do âm đờm, do bảo thủ, do mong muốn, do giữ gìn, do muốn làm của mình. Được hay không được là tùy, nhưng mà từ cái đó nó sinh ra cái cõi này gọi là cõi dục. Chứ sự thật là trần gian này không có cái gì để nó đốc xuôi, nó bắt buộc, nó làm cho ai muốn nó hết á. Không ai, nó không có cái nào đốc xuôi, nó bắt buộc mình phải muốn đó. Chỉ dục là muốn, là đam mê, là lưu luyến, là ôm đồm, là giữ gìn, là bảo thủ. Không có sự vật nào mà nó biểu mình làm cái đó cho nó, không có. Vậy mà con người làm ra, vậy thì do con người đó, do con người làm ra cái dục vọng đó là do con người. Cho nên là ở đây ta nói là dục giới
vì là dục giới rõ là hoàn siêng, hoàn siêng là do dục vọng của con người mà có, chứ còn cái dục giới không có là cái gì hết. Vô thân giới không có thì dục giới cũng không có. Còn thế gian sắc giới tự nhiên, thế gian sắc giới này là tức là nói về cái thế giới vật chất, tự nó không có quyến rũ ai, mê hoặc ai. Do vậy cho nên là nó tịnh an nhiên. Tuy nhiên nó là một con người là do con người không nhận thức được chân lý. Nó mặc dù nó tịnh, nó thanh tịnh, mặc dù nó an nhiên, nhưng mà cái tự tánh của nó đó là nó thuộc về hữu vi pháp. Cho nên mặc dù là có núi, có sông, có đất liền, có trời mây, non nước, có cỏ cây hoa lá, và người ta lợi dụng tất cả những cái đó, ta làm những cái nhà lầu đẹp, chế ra những cái đồ cần dùng xài đẹp, nhà lầu sang hơi tiền của sự nghiệp hiện đại gì đó, vân vân, cỏ cây hoa lá, người ta làm những cái công viên đẹp, vân vân. Nhưng mà cái đó là tất cả trong đạo Phật gọi nó là hữu vi pháp. Trong đó có cả con người, con người từ nông dân sĩ thứ cho tới là quan quyền, tới vua chúa, ăn mặc đẹp đẽ cỡ nào đi nữa cũng đều là con người, mà con người là một dạng vật chất ở trong vô số vật chất. Do vậy mà con người cũng là một thành phần hữu vi ở trong cái hữu vi pháp của sự vật hiện tượng. Mà Phật dạy nhất thiết hữu như pháp, như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, như dương diệm, như càn thác bà thành, như thủy trung nguyệt, như cảnh trung tượng. Do vậy, do 10 cái ví dụ giảng pháp bở rạc, mục nát, mong manh, cho nên là cái người mà học đạo Phật đã ta nhìn cái thế gian sắc giới này nè, nó cũng mong manh, nó cũng mục bở, nó cũng không bền chắc như vậy. Nó là như 10 cái ví dụ đó. Do vậy cho nên là nói cái từ tam giới là Như Lai có nói, nhưng mà kỳ thật là từ sắc giới cũng còn không có thiệt. Cho nên là dục giới và vô sắc giới lại càng là không có thiệt. Cho nên là tam giới là như là mật ý tuyên là vậy đó. Mật ý nói chứ còn tam giới có thiệt. Cái có thiệt, tương đối thiệt là sắc giới. Mà sắc giới thì Như Lai dạy những người đệ tử Phật phải biết đó là mộng đó. Cái cảnh mà các vị gọi là có đó ha? Có là có bằng cái cách là có, như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, vân vân. Cái có thiệt, vật chất mà người ta gọi là thiệt, mà còn không thiệt. Còn vô sắc giới là cảnh giới không có gì, còn dục giới là do con người dục vọng mà nó có ra, chứ nó đâu có thiệt. Do vậy mà cái đầu đề của cái bài thơ này là tam giới chỉ là như là phương tiện nói để chỉ ra đó là những cái điều kiện, những cái nguyên nhân mà nó có thể làm cho các chúng sinh bị khổ sở vì nó, đau đớn ê chề vì nó. 12 cái món khổ là khổ, khổ hành, khổ hoại, khổ sanh, khổ lão, khổ bệnh, khổ tử, khổ ái biệt ly, khổ cầu bất đắc, khổ quan tán hồi, khổ ngũ ấm xí thành khổ. 11 món khổ đó là do vướng dấp về dục giới, về sắc giới, về vô sắc giới mà nó có ra cái quả khổ kia. Do vậy mà muốn vượt ra 11 cái quả khổ kia của khổ đế đó là phải vượt ra khỏi ba cõi, phải vượt ra là cái ý nghĩ về dục vọng, vượt ra cái dục vọng của thèm muốn của con người, vượt ra cái nghĩ quan đường ảo tưởng
do tưởng tượng mà ra của cõi vô sắc. Và vượt ra phải thấy biết được rằng là hiện tượng giải pháp chỉ là biến kế sở chấp. Bữa sau này tôi sẽ nói về ba tự tánh cũng chỉ là phương tiện của Như Lai nữa. Ba tự tánh đó nói về luật ca nghe, nói về luận nha. Còn tam giới này nói về kinh nè, kinh là học tam giới chỉ là phương tiện của Như Lai, mà học luận nha thì là tam tự tánh chỉ là phương tiện của Như Lai. Cho nên cái này là phải học kinh, là phải học luận cho già dặn một chút ha, thì mới cắt nghĩa được những cái bên đọc thấy cái thơ Ngũ Tài Chi Tăng này nó giúp ích cho Phật tử dữ lắm, nó giúp ích cho tăng thì trẻ nhiều lắm đó. Nhưng mà đều ai là người chịu nghe, ai là người chịu học, ai là người chịu tu tập thiền định cơ. Chứ còn nếu mà không chịu á thì là Như Lai Thế Tôn mà xuất hiện vỗ ngực cái bịch bịch gì nữa cũng không giúp được cho ai gì. Thôi có bao nhiêu đó gửi đến cúng dường cho Phật tử gần xa cũng như cho tăng ni trẻ gần xa. Mong rằng là văn như tư, tư như tu, để chúng ta cùng đi một hướng, đi một con đường tiến tới cái đỉnh cao của giải thoát và giác ngộ. Còn nếu như em đi thì thôi, không có sao hết, người ta có quyền nghỉ ngơi ngừng ở bất cứ ở đâu. Thì con đường chỉ ra như vậy, còn đi tới cỡ nào, lên núi phải khoảng nào là tùy mọi người. Xin chúc văn như tư, tư như tu. Trong đời u tối trầm luân nghe đau thương kiếp làm con người. Từ khi hoa xuân sang gặp thầy dẫn lối, được con thoát cuộc sống chơi vơi qua bên kia bên bờ đi tới nơi luôn sáng ngời ánh mặt trời. Nghe bao la lời thầy ấm áp bình an, nghe mênh mông tiếng thầy tràn hòa. Thầy ơi đã cho con một niềm tin đó, khi chân lý là chính tâm hoa trong vô biên không lời không ý. Thầy ơi, con xin hứa dù khó không lùi, theo chân lý con sống an vui, quay trở về nguồn âm trong xa, sẽ vượt thoát từ sinh này rồi, đem tâm đó lại cho mọi người, cho nhau có niềm vui đời đời. Từ nay xin các bạn một bài ca mới, bài ca tuy không tên nhưng thật bao la. Lặng yên nhưng bao sung muôn loài xa vắng, tình thương nghe mênh mông bất tận không bờ. Thầy ơi, anh đã và thầy đã sáng soi, đã tràn đầy đêm
con bơ vơ trong đời u tối. Chẳng luôn nghe đau thương kiếp làm con người. Từ khi hoa xuân sang gặp thầy dẫn lối, được con thoát cuộc sống cháy vơi. Qua bên kia bên bờ đi tới nơi luôn sáng ngời ánh mặt trời. Tình thương nghe bao la nơi thầy ấm áp. Bình an nghe mênh mông tiếng thầy chan hòa. Thầy ơi đã cho con một niềm tin đó, khi chân lý là chính tâm hoa. Trong vô biên không lời không ý, nghe thanh thoát niềm vui tràn vỡ. Thầy ơi con xin hứa dù khó không lùi, theo chân lý con sống an vui. Quay trở về nguồn tâm trong sáng, sẽ vượt thoát từ xanh nơi rồi. Đem tâm đó lại cho mọi người, cho nhau có niềm vui đời đời. Từ nay xin ca vang một bài ca mới. Bài ca tuy không tên nhưng thật bao la. Lặng yên nhưng bao sâu